Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những thông tin nóng nhất sáng ngày 23 tháng 10 mà chúng tôi vừa cập nhật. Thành lập đoàn giám sát hoạt động thanh tra 15 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu. Thanh tra Chính phủ vừa có quyết định về việc giám sát hoạt động của đoàn thanh tra theo quyết định số 396 được Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành. Cụ thể, tổ giám sát hoạt động của đoàn thanh tra vừa được thành lập có bà Nguyễn Thị Hường, Phó trưởng phòng nghiệp vụ 1, phụ giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, làm tổ trưởng. Tổ giám sát sẽ giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về căn cứ, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ trong hoạt động thanh tra của trưởng đoàn thanh tra và các thành viên đoàn thanh tra. Giám sát việc chấp hành chỉ đạo của người ra quyết định thanh tra và việc thực hiện quyết định thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra, việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo và các yêu cầu khác của cuộc thanh tra. Ngoài ra còn giám sát việc tuân thủ chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử của cán bộ thanh tra và các quy định của pháp luật về những hành vi bị nghiêm cấm của trưởng đoàn thanh tra và các thành viên. Trước đó, Tổng Thanh tra đã ban hành quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu, gồm có 15 doanh nghiệp đầu mối và 2 doanh nghiệp sản xuất. Giai đoạn được thanh tra sẽ từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, với trưởng đoàn thanh tra sẽ là ông Dương Quốc Huy, vụ trưởng vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo kinh tế ngành bộ 1. Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Hải quan gỡ khó cho kinh doanh xăng dầu. Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Tổng cục Hải quan nêu yêu cầu tháo gỡ khó khăn cho kinh doanh xăng dầu trên cơ sở đề nghị của Bộ Công Thương. Theo đó, Bộ này đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh đầu mối xăng dầu đang còn nợ thuế lớn hoặc chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn để nhập khẩu, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Hải quan khẩn trương xem xét đề xuất, kiến nghị của Bộ Công Thương trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định của pháp luật. Cơ quan này cũng được yêu cầu báo cáo tình hình xuất nhập khẩu xăng dầu, những vướng mắc, kiến nghị và đề xuất trình lãnh đạo Bộ trước ngày 23 tháng 10 để có hướng xử lý. Thành phố Hồ Chí Minh công bố sản phẩm du lịch đặc trưng của quận 6. Chuyện nhỏ trong lòng chợ lớn là tên sản phẩm du lịch vừa được Ủy ban Nhân dân quận 6 cùng Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu bổ sung vào kế hoạch của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là mỗi quận, huyện có ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng. Bà Lê Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 6 cho biết, quận 6, chuyện nhỏ trong lòng chợ lớn sẽ giúp du khách khám phá các điểm tham quan, du lịch, văn hóa, lịch sử đặc trưng của quận như quán hủ tiếu mì Huỳnh Gia, chùa Thảo Đường Thiền Tự, chùa Giác Hải, chợ Bình Tây, tiệm bánh Triệu Minh Hiệp, quán ăn Gia Phú Phúc Kiến. Điểm chung là tất cả những điểm này đều có thể phát huy tiềm năng, lợi thế về di tích, ẩm thực, vui chơi, các địa điểm có lịch sử lâu đời, lịch sử gắn liền với người Việt và người Hoa tại quận 6. Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau thời gian thực hiện kế hoạch mỗi quận, huyện có ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng, đến nay mỗi địa phương đã tìm ra lợi thế của mình, nhấn mạnh sự khác biệt để thu hút sự quan tâm của du khách. Sau khi công bố sản phẩm du lịch, các quận, huyện có kế hoạch lại cùng bắt tay liên kết để tạo một sản phẩm du lịch liên quận, hình thành các tour tuyến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước. Thành phố Hồ Chí Minh đối mặt đợt chiều cường có thể đạt 1,75m. Theo bản tin dự báo của Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai trong những ngày tới tại trạm Phú An, sông Sài Gòn và Nhà Bè, kênh Đồng Điền sẽ nhanh lên theo kỳ chiều cường đầu tháng 10 âm lịch. Đỉnh chiều đợt này có thể xuất hiện vào ngày 26 đến ngày 27 tháng 10 và đạt mức 1,7 đến 1,75m, cao hơn báo động 3,16m. Cụ thể, mực nước tại trạm Phú An ngày 26 tháng 10 đạt 1,69m lúc 5 giờ và 1,71m lúc 17 giờ 30 phút. Tương tự, tại trạm Nhà Bè, ngày 26 tháng 10 đạt mức 1,68m lúc 5 giờ và 1,7m lúc 17 giờ. Chiều cường còn có thể cao hơn do tác động của gió đẩy nước từ cửa sông vào sâu trong nội địa. Trước diễn biến này, Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị sở ngành, quận huyện chủ động ứng phó, giảm thiệt hại do chiều cường gây ra, nhất là tại các khu vực ven kênh, sông, rạch. 475 ca COVID-19 mới, không có ca tử vong. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.496.829 ca COVID-19, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 115 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 116.184 ca. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, 277 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi, 10.600.857 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 39 ca, ngày 21 tháng 10 ghi nhận 0 ca tử vong.
Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.159 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày 21 tháng 10 có 109.442 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 261.168.872 liều. Tên lửa Nga tấn công cơ sở năng lượng và hạ tầng Ukraine. Lực lượng không quân Ukraine cho biết hơn 10 tên lửa của Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng trên khắp Ukraine ngày 22 tháng 10. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tấn công của Nga diễn ra trên quy mô rất rộng. Các cuộc không kích gây mất điện ở một số khu vực. Tính ra cả 1 triệu hộ gia đình ở Ukraine đã bị mất điện, một thử thách lớn khi mùa đông sắp đến. Chính quyền do Nga dựng lên ở Kherson kêu gọi dân thường rời khỏi đây ngay lập tức với lý do tình hình chiến sự căng thẳng. Kể từ ngày 10 tháng 10, Nga đã tiến hành các đợt tấn công vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine, khiến ít nhất một nửa sản lượng nhiệt điện và 40% toàn bộ hệ thống bị ảnh hưởng. Hàng ngàn người ở London kêu gọi Anh tái gia nhập Liên minh châu Âu EU. Ngày 22 tháng 10, hàng ngàn người tham dự cuộc tuần hành kéo dài hàng giờ đồng hồ tại London, Vương quốc Anh, để kêu gọi nước này tái gia nhập EU. Oliver Jackson, một công nhân 26 tuổi đến từ Dorset, nói rằng điều quan trọng là các chính trị gia phải lắng nghe những người muốn nước Anh tái gia nhập EU. Chúng tôi cần được lắng nghe, thành thật mà nói, cách tốt nhất để đưa Vương quốc Anh trở lại đúng hướng là tái gia nhập EU, anh Jackson nói. Đặc biệt, theo hãng thông tấn DPA, đám đông la ó khi được hỏi về viễn cảnh cựu Thủ tướng Boris Johnson tái tranh cử Thủ tướng sau khi bà Liz Truss vừa từ chức. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.